sẵn con đi ra thăm lúa nè, tại vì lúa chín rồi mà sắp tới thu hoạch á, mà cha thì không có nhà nên hạ sẵn mẹ dẫn hai đứa con đi theo. Dạ. Để ở nhà không ăn dạ. Đi theo về nhà cái đầu cho tụi con tiện cho tụi con á thăm thẳng biết ruộng của mình luôn biết không? Dạ. Có xương nữa nè con. Bây giờ nè mẹ chỉ cho tụi con nè biết lúa mình trúng hay không đúng không? Là tụi con đếm từng cái hạt lúa như vậy nè. Nếu mà cái nhánh lúa nào á mà nó có hạt nhiều á thì lúa đó sẽ trúng. Còn hạt ít thì lúa đó không có trúng. Mà nếu mà trên trăm mấy chục hạt á thì lúa mình sẽ được tấn trở lên. Đúng không? Đếm thử coi. Tụi con học giỏi, gắng học giỏi ha. Dạ, lúa trúng mùa ha, mẹ sẽ thưởng cho tụi con. Tụi con thích thưởng gì? Con thích con hạt. Mày đếm bao nhiêu hạt nha. Dạ. Chúng rồi con ơi, đứa này vô tấn rồi, được 178 hạt, có nghĩa là vô tấn rồi đó. Đứa này hai con được thưởng rồi. Mẹ ơi, dạ? Hồi nãy con đếm dạ? Được 82 hạt lận. Đếm mới 82 hạt, chưa đếm hết phải không? Dạ. Bữa mẹ đếm là 178 hạt. Mẹ đếm nhanh hơn. Nhưng mà con đếm cũng được. Mẹ ra ruộng luôn nha con. Dạ. Trồng trong cây. Ông lợn trong cái chậu. Trời ơi, chúng hay hàm lắm. Lứa này là trồng trong chậu. Lứa này là giật bắn rồi. Im rồi. Nè cái này là lúa lộn nè. Thấy không? Người ta đi thử lẫn là ta lần cắt mấy cái lúa này nè. Với lại những hạt lúa này nó bị lép nè. Là như giống như hồi nãy con đếm là giống như một cái bông lúa vậy, nó có bao nhiêu hạt nhưng mà có những hạt lép con có trừ ra không? Ra không. Mình trừ những hạt lép đó ra tại vì khi mà mình thu hoạch á cái người ta là xuống nó bay những hạt lép ra hết. Đẹp hơn lúa bên đây nè. Lúa bên đây nó không có bị nhiều. Thử cho tụi con cứ đi du lịch hiểu không? Dạ. Yeah. Ta gặt bằng máy xong à, còn ngày xưa cắt theo kiểu truyền thống ngày xưa á, thì sẽ dùng cái lưỡi liềm á, lưỡi liềm người thì kêu bằng lưỡi liềm, người thì kêu bằng lưỡi hái. Rồi bắt đầu mình cắt, mình nắm ra, mình nắm như vậy nè. Cho bắt đầu mình cắt ra cái con để xuống để mớ dài vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu mình cắt xong hết rồi mình quay lại mình trồng cái mớ gom lại rồi mình giác. Mình giác lại đống, mình gom là nó mới thành một đống lúa vậy đó. Người ta gọi là ngố lúa. Vậy cắt chừng nào mới hai hai này. Ừ, cắt hết luôn á, những cái đồng như vậy đều cắt bằng tay hết á. Cắt xong rồi. Ừ, nổi con nhiều người cắt ra bởi vì người ta thuê ra. Cắt mấy dụ như người ta thuê con cái thuê một hộ gia đình đó là sẽ cắt một công. Còn hộ gia đình kia thì cắt nhiều thì người ta sẽ cắt hai công, ba công vậy đó. Có người á, một người luôn mà cắt một công đất luôn á. Ừ, ta cắt giỏi lắm. Tốt. Ấy da. Còn bây giờ dùng máy thì nó khỏe hơn.
còn cái kia hạ giác những cái mớ lúa nữa. Bởi vậy có những người ta đi mất lúa nữa. Mẹ con đó thấy dốc đá. Mình đi giải cứu nó đi. Dạ. Cạn rồi còn có nhiêu nước đó mà sao nó thoát được con vật đó, để nó chết luôn. Mình nghĩ nó. Sình không hả? Trơn quá nè. Té xuống đó là ốc kìa. Cứu được đó. Ông sao có cái cây rồi. Cái nhỏ nhỏ không hả? Rồi mình văng nó lên hả? Chút chí mẹ đụng nó. Vui lắm mẹ đụng nó nè. Nó massage nè hả? Ừ, nó thấy thương quá. Nhỏ xíu luôn hả? Ừ. Trời ơi. Nè bác đi con. Hai đứa con đứng trên bờ thảy đại xuống nha, nó không có chết đâu. Tại vì nó xuống dưới nước rồi, thảy xuống dưới nước nó không sao cả. Hai con xuống dưới nước nguy hiểm. Con này nó dai quá nè. Nó không nó chết. Trời, nó vẫn sống. Trời quá. Nhây quá. Có nhiều lắm luôn á. Ủa mày hay quá vậy. Ủa sao gom được? Mà sao gom được? Nó bự không? Nó nhỏ nhỏ không hả? Rồi mình văng nó lên hả? Đó, đem ra thả đi. Cát con tê kìa. Ở đây ta thả cho đi sống, có ai bắt ăn thịt đâu mà sợ. Nó chưa thấy đồng thật chứ. Thấy con kìa, ngay quá à, bắt mày nó thả ở dưới mà ngay quá. Con cá nó ngủ à, thả không chịu, không chết chứ hồi không đủ nước là chết. Nè con, tới tờ nè nè nè. Mấy đợt thôi mình đi về mình khoe với cha đi. Dạ. Về bỏ ra rồi.